các bạn biết, nếu bạn lên mạng các bạn học thì các bạn đi học một kỹ thuật thôi, các bạn đi học là cách làm sao ghép thành thế này thế kia như thế nào. Nhưng ở đây bài học của tôi thì tôi giới thiệu các bạn cái nền tảng, khi các bạn nhất các bạn hiểu rõ tại sao điểm mạnh, tại sao là phi đơn. Khi các bạn nắm chắc những cái nền tảng rồi thì các bạn có thể xử lý bất kỳ thứ nào bạn muốn.